Xin chào cả nhà của Khang Luxury. Và trong video ngày hôm nay thì em lại có dịp đặt một cây iPhone 14 Pro Max. Thì đây là một trong những cái cây mà có số thứ tự cũng phải gọi là cực đẹp ha. Và được khắc thêm logo riêng của khách hàng lên chiếc điện thoại iPhone 14 này. Thì đây, bên trong chúng ta sẽ có như thông thường là chúng ta vẫn sẽ có một cái tờ giấy chứng nhận của gọi là này ha. Đây, từ email cho tới đây là một cái phiên bản gọi là vàng 24K, vàng hồng, vàng chanh ha. Đó. Option thì ở đây khách lựa chọn là full option, bao gồm là một cái bộ ba camera nè, logo quả táo và tất cả các nút ở trên chiếc iPhone 14 ha. Này, diamond, nước E và F, viên to nhất là 0.68 này ha, và sẽ được bảo hành 1 năm đến tháng 10 nè, năm 2023. Rồi, đây đến với nhân vật chính thì đây là một chiếc iPhone 14 Pro Max. À, được khắc một logo là độc quyền của khách hàng ha. Thì ý nghĩa của cái logo này là một cái bàn tay nâng đỡ một cái bánh xe, bánh cái vô lăng thuyền ha. À, rất là đẹp luôn. Thì khi mọi người đặt dòng iPhone 14 của gần đây thì mọi người có quyền khắc những cái gì đó riêng tư hoặc là những cái gì đó ý nghĩa của mọi người lên cái chiếc điện thoại này. Đây ha, đây là thứ tự số 89/500 chiếc. Đây, option đầu tiên đó là logo táo đính kim này, rất là đẹp, rất là chiếu ha. Và cái thứ hai đó chính là vành kim cương trên bộ ba camera này. Và cái cuối cùng đó là đính full bộ phím ở trên con iPhone 14 này. À, cần gạt luôn nữa nè. Trên đây thì chúng ta sẽ được khắc là GA24K. Sau bao lần mà cầm cái con này thì nó vẫn còn đẹp ha. Thì đây là cái phiên bản 24K là màu vàng vàng đó, dành cho anh em chúng ta xài màu này thì đẹp. Còn với chị em thì mình có thể sử dụng cái màu vàng hồng, hoặc là dùng những cái phiên bản nó bé hơn, ví dụ như iPhone 14 Pro phiên bản màu vàng 18K thì nó sẽ vừa tay hơn. Đặc điểm của con này thì chúng ta sẽ được lắc kê một lớp vàng rất là dày ha. Đây mọi người có thể nhìn được nè, rất là nặng tay. Ngoài ra thì khi mà chúng ta khắc cái phần logo này á, thì trên cái thẻ của chúng ta vẫn sẽ được khắc thêm. Đây, ví dụ ha, đây là một cái thẻ ghi kèm theo, thẻ bảo hành. Đó, được khắc thêm cái logo nè. Đây, mini ha, khắc nhỏ. Trên đây thì cũng sẽ có những cái ví dụ như email rồi nọ. Đó. Rồi, phụ kiện thì đối với cái dòng mà chúng ta sử dụng full option á, thì mình sẽ được tặng thêm đó là một cái tai nghe AirPods. Đó, thì rất là nhiều những video trước thì em đã nói rồi. Thì bộ phụ kiện này sẽ vẫn giống vậy, gồm một cái bao da, một khăn, khăn chuyên lau vàng ha, tai nghe có dây, và dưới đây là dây sạc nè, củ sạc nhanh. Đó. Đây, bao gồm hai option trở lên thì mọi người sẽ được tặng tai nghe AirPods Pro full box. Đây ha. Rồi. Thì ở cái phiên bản này đặc biệt là khác với những cái phiên bản trước là chúng ta sẽ được khắc nguyên một cái logo của khách hàng yêu cầu lên đây. Cái này là khi mà khách hàng đặt cái thì bọn em sẽ lên một cái file mẫu. Khi mà đặt cọc xong rồi thì chúng ta sẽ tiến hành gọi là thiết kế cái file mẫu và gửi lại cho khách. Thì khách ok thì bọn em sẽ tiến hành gọi là khắc lên cái chiếc iPhone 14 này. Thì anh em nào mà đang có nhu cầu muốn đặt cái dòng iPhone 14 Pro phiên bản của Golden Age á, thì mọi người có thể liên hệ với những cái số hotline bên dưới phần mô tả. Sau khi mà bọn em báo giá xong thì mọi người có thể lựa chọn người đặt cọc và mọi người tiến hành thiết kế trên cái chiếc iPhone 14 này và chọn số email. Đó, thì chúng em sẽ bắt đầu đặt từ 7 cho tới 10 ngày thì sản phẩm sẽ về tay khách hàng ha. Đây, rất là đẹp luôn. Nhìn bên ngoài nó sẽ còn đẹp hơn trong video rất là nhiều ha anh em. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người.